Chủ xe VinFast, Fadin sẽ khen chê gì sau 3 năm sử dụng? Trần hơi mỏng, đi trời mưa cứ như là bọt. Nhựa nội thất rất dễ tràn. Hộp số bộ cấp vẫn chưa được mượt mà. Nhưng bù lại, động cơ mạnh nhất phân khúc. Cách âm gầm và âm thanh ngon bậc nhất phân khúc. Điều hòa mát lạnh, thương cả. Đi Vincom, ở Vinhome, được miễn phí gửi xe. Chưa kể, giờ là hàng limited nhưng lại được bảo hành 10 năm.